Xin chào tất cả quý vị, ngày hôm nay thì Pháp Duy sẽ hướng dẫn cho quý vị cái món cháo bào ngư đậu xanh. Nguyên liệu của chúng ta gồm có gạo chúng ta sẽ đông hai lon như thế này, và đậu xanh chúng ta dùng cái loại đậu xanh mà đã đãi vỏ rồi, đó là hai lạng đậu xanh, và chúng ta sẽ vo gạo với đậu xanh sạch. Sau đó chúng ta sẽ đổ nước gần đầy cái son này vào một cái nồi như thế này, gồm cho khoảng là 8 ngàn. Chúng ta sẽ nấu cháo trước nha, sau đó chúng ta sẽ xào nấm bào ngư sao. Và cái món này quý vị sẽ dùng với lại nước mắm gừng chay. Thì nước mắm gừng chay Pháp Duy đã hướng dẫn cho quý vị trong cái clip trước rồi, nếu mà quý vị nào chưa xem thì xin vui lòng xem lại, và nhớ subscribe kênh Thích Pháp Duy Official. Các bà nội trợ cũng hay vào hỏi là cái số lượng như thế nào, cân đông đo đếm như thế này như thế nào. Ngày hôm nay thì Pháp Duy sẽ cân đông đo đếm rất là kỹ cho quý vị luôn. Rồi chúng ta sẽ nấu cho đến khi bao giờ sôi và nhường cháo, thì chúng ta sẽ làm nấm để chúng ta xào cái nấm lên, sau đó chúng ta sẽ đổ vào trong cái nồi cháo này. Bây giờ chúng ta sẽ tao cái phần bao với dầu để mà dập lát chúng ta khi nấu chúng ta xào. Nồi cháo bên đây chúng ta đang sôi, nếu mà đặc quá thì quý vị sẽ cho thêm nước vào. Nếu mà sôi quá khi mà có bọt thì chúng ta sẽ hớt bọt, nếu mà chúng ta để bọt thì nó không có ngon đâu. Khi bò đua vàng rồi chúng ta tắt lửa, chúng ta để cho nó dịu chút, chỗ đó chúng ta sẽ xào. Quý vị xem cái cháo này nè, đặc quá chúng ta sẽ cho thêm nước vào. Hôm nay cái gạo này nấu cháo rất ngon đó. Quý vị thấy nó có cái màng vàng vàng là do đậu xanh nó ra đó quý vị. Cái món này rất ngon. Chúng ta sẽ cho thêm nước vào. Tại cháo hơi đặc. Cái này chúng ta sử dụng nước sôi nha, cho cháo nó mau sôi. Bởi vì chập lát chúng ta còn có nấm thêm vào nữa, cho nên là chúng ta cho cái cháo nó hơi lỏng lỏng chút, đừng cho đặc quá. Chúng ta sẽ vớt bọt ra. Thế cho nên bây giờ quý vị thấy cái nồi cháo rất là xanh và có một cái màu xanh vàng vàng rất đẹp ý. Mình không muốn ăn nữa mà mình muốn ăn cháo đó, thì nấu cái món cháo này, nấm bào ngư đậu xanh rất ngon. Ở trong cái phần cháo này chúng ta vẫn có thể sử dụng nấm rơm, nhưng mà cái nấm bào ngư là nấm chín, tại vì cái hương vị nấm bào ngư nó sẽ có một cái hương vị rất là đặc trưng khi mà chúng ta nấu cháo đậu xanh với nấm bào ngư. Bây giờ thì Pháp Duy sẽ xé cái phần nấm bào ngư này ra nhé. Tại vì hôm nay thì thầy trò với nhau tụ tập vào buổi chiều, cho nên là còn bao nhiêu nấm thì gom lại hết, cho nên cái nấm này buổi chiều nó không có được đẹp cho lắm. Quý vị nếu mà muốn nấu thì mua nấm vào buổi sáng á, nó sẽ ngon hơn. Đa phần nấm buổi chiều nó không còn tươi nữa. Chúng ta sẽ xé như thế này nhé. Chúng ta sẽ xé nhỏ hơn như thế này, để khi mà chúng ta xào đó thì nó sẽ rất là ngon. Bây giờ chúng ta sẽ xào nấm như quý vị nha. Chúng ta bỏ ít dầu vào trong chảo. Để cho dầu sôi lên, chúng ta sẽ bỏ bao rô vào. Chúng ta cực bỏ bao rô cho dầu. Chúng ta cho bao rô vào. Nấm của chúng ta đã xé nhuyễn rồi thì chúng ta cho vào. Khi mà mình nấu ăn mà mình vui ấy, là cái người ăn họ thấy cái thức ăn của mình nấu nó ngon ấy. Cho nên đừng ai nấu ăn mà nhanh nha, nhất là nấu chay nữa thì mình càng phải hoan hỉ, bởi vì mình muốn gửi cái tình thương của mình vào
trong cái món ăn để cho cái người mà được ăn á họ cảm thấy họ vui. Chúng ta sẽ cho hai muỗng bột ngọt, hai muỗng nhỏ thôi nha quý vị nha. Ở bên đây thì họ sử dụng cái muỗng rất là nhỏ. Một nêm chay và nấm hương. Ta sẽ cho một muỗng muối thôi. Và chúng ta nhớ một điều là khi mà chúng ta nấu những cái món chay đừng có quên nước mắm Thiên Thành nha. Nước mắm Thiên Thành là một trong những cái loại mà nước mắm rất là dễ thương. Khi mà chúng ta dùng nó sẽ thơm cái món của chúng ta hơn. Thì tất nhiên cho khoảng một chút xíu mắm Thiên Thành ha. Để cho nó cái nấm của chúng ta nó sẽ thấm vào nước mắm. Chúng ta chỉ cần cho một chút xíu, một muỗng nhỏ đường thôi. Cho nhiều quá bởi vì nấm của chúng ta đã ngọt rồi, chúng ta sẽ cho một chút xíu đường nó dịu lại cái món ăn của chúng ta. Rồi cho thêm nấm thơm nhé, cho thêm nấm thơm thì bỏ vào luôn. Chúng ta coi cái chảo nấm của chúng ta như thế này nữa quý vị. Bên nó có cái màng dầu. Chờ lát khi mà chúng ta đổ nấm vào trong chảo nó rất là đẹp. Rất vui là hôm nay có một món mới cho quý vị. Pháp Như thì thích chuyên về những cái món nấm. Bây giờ chúng ta bỏ cái nấm rơm này vào. Chúng ta cho ít tiêu thôi. Thơm quá quý vị ơi. Chúng ta tắt lửa bên phần nấm là chúng ta cho nấm vào trong chén. Ta cẩn thận bởi vì cái nồi nấm chúng ta hơi bị nhiều. Các bạn coi cái nồi cháo của mình nè, ngon chưa? Ôi, rất ngon nhé. Ôi, thích quá. Ai vô khen vậy? Thơm nước mũi. Ngon hả? Thơm hả? Thơm quá quý vị ơi. Quý vị thấy cái nồi cháo của mình rất ngon nhé. Chúng ta còn ít nấm nữa, khi mà cho lát mà chúng ta múc cháo bớt ra là chúng ta bỏ nấm thêm vô cũng được. Bởi vì cái nồi nó hơi bị đầy. Cái món này quý vị sẽ dùng với lại mắm gừng, thơm lắm, ngon lắm. Nếu như mà mình nấu cháo mà những cái đồ mà lan ghim như là củ cải hay là củ cà rốt đồ và nấm rồi thì nó sẽ ra một cái hương vị khác. Còn cái này là chúng ta chỉ nấu cháo nấm thôi, cháo nấm và ngư với đậu xanh và cái phần mà nấm rơm nó sẽ điểm thêm vô cho cái nồi cháo của chúng ta. Nhưng mà cái hương vị của nó vẫn là cái nấm bào ngư. Đẹp quá. Cái dầu này thì hồi nãy Pháp Như đã cho thử trước rồi. Ôi trời quá xuất sắc. Trời xuất sắc quá. Ngon quá.
chúng ta để cho cháo nó sôi một chút xíu nữa thì chúng ta tắt lửa. Chúng ta nhớ chúng ta quậy đều tay nha, để không thì cháo nó sẽ bị cháy. Bây giờ cái nồi cháo chúng ta xong rồi, bây giờ là Patty sẽ múc ra để thưởng thức nha. Ôi, nắm nhiều ngon quá. Món này chúng ta sẽ ăn kèm với rau răm và mắm gừng. Chúng ta sẽ bỏ một ít rau răm vào trên đây để cho nó săn. Và phần cháo nấm bào ngư và đậu xanh của chúng ta đến đây là hết rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có